Thì em dự tính như thế này, tức là mỗi một anh em ở đây là có anh Quý, rồi anh Billy Vũ, Thăng Long, Tú Minh Huỳnh với NDV Code đó, anh Trung Thiều thì bên phụ nhóm, anh Trung Châu thì bên hậu cảnh hậu trường ha, còn còn có cổng xanh thì bên quay phim. Thì nói chung mình cố gắng mình tạo ra vậy để cho nó thứ nhất là hình ảnh nó đạt chất lượng đó. Thì em muốn là mỗi anh em ở đây này, mình cố gắng mình làm được là một bộ hình đủ các mẫu, mỗi một người đủ các mẫu, thứ nhất là để cho nó